Tất cả những gì bạn được nghe về Việt Nam như cẩn thận, nguy hiểm, họ sẽ ăn trộm, họ sẽ làm điều này điều kia. Trái ngược với những lo ngại của nhiều người về vấn đề an ninh, Brian khẳng định anh chưa từng gặp phải bất kỳ vấn đề tội phạm nào trong suốt thời gian sống ở đây. Các bạn thân mến, cách đây 4 tháng, một video của anh chàng tên Dan thực hiện một cuộc phỏng vấn với một anh chàng tên Brian đến từ Mỹ đã làm cho nhiều dân cư mạng trầm trồ về một Việt Nam hoàn toàn khác, không như những gì truyền thông Mỹ vẫn hay đưa tin. Đặc biệt, Brian còn nhấn mạnh đến mức độ an toàn và một cuộc sống chậm rãi của người dân Việt Nam khiến bất kỳ ai yêu thích sự yên bình để muốn khám phá và chọn nơi này để nghỉ hưu. Cụ thể nội dung như thế nào, cùng mình theo dõi ngay sau đây nhé! Brian lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam vào năm 2016. Lúc đó, đây là một đất nước đẹp và một lý do nào đó khiến tôi muốn trở lại. Vì vậy, năm 2018, tôi bắt đầu quay lại vài tháng mỗi lần và tôi chỉ yêu mình quốc gia này. Ý tôi là tôi thích mọi người ở đây rất hạnh phúc, mọi người rất thân thiện, mọi thứ đều hợp lý ở đây. Bạn cũng có thể tận hưởng nhiều giá trị từ số tiền của mình. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Lý do chính là con người và lối sống tự do ở đây. Mọi người có sự kiên nhẫn và nó trông giống như một đất nước cà phê. Brian chia sẻ rằng anh đặc biệt yêu thích văn hóa cà phê và phong cách sống thư giãn ở Việt Nam. Tôi thực sự yêu cà phê và vì vậy tôi có thể ngồi xuống uống cà phê với giá 50 xu trên một chiếc ghế nhỏ ngoài trời và xem những chiếc xe máy chạy qua. Tôi thực sự yêu thích điều đó. Những người xung quanh có vẻ rất yên bình. Trong 5 năm, tôi chưa bao giờ trải nghiệm thấy ai đó tức giận, ai đó buồn bã. Tất cả người dân địa phương Việt Nam đều luôn hạnh phúc. Không ai ở đây vội vàng, mọi thứ đều diễn ra chậm rãi. Ý tôi là bạn có thể thấy, khi một người lái xe nào đó muốn quay đầu ở giữa một con phố đông đúc, không ai tức giận, mọi người chỉ chờ đợi cho đến khi chiếc xe đó an toàn quay đầu. Không còi xe inh ỏi, nó hoàn toàn khác biệt so với ở Mỹ, nơi mọi thứ đều vội vã. Ban đầu, Brian sống ở Sài Gòn trong 6 tháng, nhưng sau đó chuyển đến Đà Nẵng. Điều mà tôi yêu thích ở thành phố lớn là nó rất sôi động vào ban đêm. Ý tôi là chỉ tiếng động cơ của tất cả các xe máy ngoài đó khiến tôi muốn ra ngoài. Nó giống như New York, nhưng gấp 10 lần New York. Tôi yêu điều đó trong 6 tháng. Sau một thời gian, tôi chỉ nhớ tới chất lượng không khí. Chất lượng không khí ở đó thực sự không tốt. Tôi yêu Sài Gòn, nhưng tôi quyết định đến Đà Nẵng. Đây là một cộng đồng bãi biển, thời tiết đẹp, không có ô nhiễm. Và tôi nếu muốn đi đâu chỉ mất khoảng 5 phút. Ở Sài Gòn, bạn phải làm việc nhanh trong 3 giờ, vì 1 giờ tiếp theo trước khi kết thúc ngày làm việc, giao thông đã đông nghịt. Vì vậy, tôi đã đến đây mọi thứ chỉ cách 5 phút di chuyển. Và nếu tôi muốn lái xe máy đến Hội An chỉ mất 30 phút, hoặc nếu tôi muốn đến thành phố chỉ mất khoảng 2 giờ trên xe máy. Ở đây cũng có rất nhiều núi, tôi có thể lái xe lên núi, mọi thứ chỉ rất gần gũi. Khi tới Đà Nẵng, Brian đã kết hôn với một người phụ nữ Việt Nam, và họ đã sống hạnh phúc bên nhau tại Đà Nẵng trong suốt 4 năm qua. Brian nói rằng, phụ nữ ở đây rất đẹp, họ tuyệt vời đối với bạn. Chúng tôi gặp nhau trực tuyến tại một quán cà phê. Cô ấy không biết tiếng Anh khi tôi gặp cô ấy. Vì vậy, chúng tôi chỉ ngồi đó và làm những gì tốt nhất có thể. Có điều gì đó về cô ấy mà tôi thực sự thích. Và sau 1 năm, chúng tôi đã kết hôn. Và bây giờ, cô ấy biết tiếng Anh. Và tôi cũng biết một chút tiếng Việt. Tôi có thể gọi món, tôi biết tính toán tiền bạc. Tôi có thể sống sót mà không gặp vấn đề gì. Brian chia sẻ rằng, ở Việt Nam chúng tôi chi tiêu khoảng từ 2.000 tới 3.000 đô la mỗi tháng. Tôi sẽ sống một cuộc sống rất tuyệt vời, làm những gì tôi muốn làm, ăn những gì tôi muốn ăn. Ăn ngoài ở Việt Nam rẻ hơn so với ở nhà. Chúng tôi thấy rằng chúng tôi đều yêu thích đồ ăn Việt Nam. Và chúng tôi đang trả khoảng 150.000 cho mỗi bữa ăn, hoặc thậm chí là khoảng 120.000. Chúng tôi hầu như ăn ngoài 3 bữa mỗi ngày. Chúng tôi không thể tự nấu, vì để nấu ăn ở đây tốn rất nhiều công sức. Cô ấy phải đi chợ mua nguyên liệu trong ngày. Ý tôi là đi ra ngoài ăn sẽ tiện hơn nhiều. Một trong những lý do quan trọng khiến Brian yêu thích cuộc sống ở Việt Nam chính là giá trị cuộc sống cao với chi phí hợp lý. Anh chàng đặc biệt ấn tượng với dịch vụ y tế ở đây. Vợ tôi đã có ca mổ lấy thai ở trong phòng riêng trong 6 đêm và khi tôi thanh toán hóa đơn ra khỏi bệnh viện chỉ vừa dưới khoảng 500 đô la. Và chúng tôi đang nói về một bệnh viện tốt, rất chuyên nghiệp, rất đẹp, rất sạch sẽ, không như những gì bạn thấy trên TV. Brian khuyên rằng những ai muốn sống ở đây nên chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi về văn hóa và khí hậu. Đặc biệt, anh chàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lòng kết bạn và học hỏi từ người dân địa phương. Các bạn thân mến, video của anh chàng này đã thu hút rất nhiều lượt xem và nhiều phần bình luận của cộng đồng mạng. Đa số là chia sẻ những câu chuyện ấn tượng về Việt Nam. Vậy họ đã bình luận những gì? Cùng mình theo dõi tiếp ngay sau đây. Thật vui khi nghe điều này. Tôi đã ở đây vào năm 68 tới năm 69
với tư cách là lính thủy đánh bộ. Ở trên một sườn núi rừng gần thung lũng A Sâu và những nơi khác, tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp thiên nhiên. Tôi không gặp nhiều người Việt Nam, nhưng trẻ em luôn tử tế. Tôi đã trở lại vào năm 2018 và 2019, và kể từ tháng 10 năm 2022, tôi đã đi về về giữa Việt Nam, Campuchia, Lào, Malaysia và Thái Lan. Hầu hết thời gian ở Việt Nam, tôi ở Đà Nẵng. Đó là nơi lần đầu tiên tôi đặt chân đến Việt Nam vào Giáng sinh năm 1968. Con người ở đây thật tuyệt vời, cũng như vẻ đẹp thiên nhiên, đồ ăn và nhiều thứ khác. Việt Nam là sự thay thế tuyệt vời cho những mặt tiêu cực của Philippines, tức là thực phẩm, y tế, ô nhiễm, cơ sở hạ tầng và chất lượng nhà ở. Đây là quan điểm của tôi về không khí thanh bình hơn của Đông Nam Á. Tôi đi chùa Phật giáo ở quận Cam, Hoa Kỳ. Tôi sống gần Lotte, Sài Gòn. Có nhiều người Việt Nam sống ở khu vực này. Tôi nghĩ rằng Việt Nam là một quốc gia Phật giáo, cơ bản có ảnh hưởng lớn đến thái độ và cách cư xử của người dân. Truyền thống Phật giáo rất phổ biến ở các nước Đông Nam Á. Tôi là người da trắng. Tôi chắc chắn rằng Dan sẽ đồng ý rằng người dân ở Đông Nam Á khiêm tốn hơn người dân ở phương Tây. Tôi yêu Việt Nam và sẽ quay lại đó trong vài tháng tới. Tôi không thể chờ đợi được nữa. Tôi cũng đã sống ở đó từ năm 2016-2017 và có vài chuyến đi 3 tháng vào các năm 2018-2019. Sau đó thì Covid-19 xảy ra. Tôi đã chờ đợi và lên kế hoạch quay lại từ năm ngoái. Đà Nẵng rất đẹp. Tôi lớn lên cùng nhiều người bạn Việt Kiều ở Anh, nên tôi rất quen thuộc với tính cách của người Việt Nam. Họ là những người tốt nhất mà tôi từng biết. Tôi cũng sẽ chuyển đến Sài Gòn trước, sau đó có thể chuyển đến một thị trấn nhỏ hơn và yên tĩnh hơn như Đà Nẵng. Tôi rất thích bãi biển ở đó khi tôi đến thăm. Có thể gặp bạn ở đó vào cuối năm nay. Năm đầu tiên của tôi sẽ hoàn toàn dành cho việc học tiếng Việt. Cuộc phỏng vấn rất trung thực và đồng ngữ với Payan về mọi thứ. Tôi thực sự sốc trước sự thật và cởi mở của người dân Việt Nam. Hoàn toàn không có thù oán với ai, chỉ là những con người yêu chuộng hòa bình, cần cù lao động. Đến thăm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hội An ngay trước khi Covid ập đến, đang định đi lại ở Đà Nẵng. Tôi chỉ cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho Việt Nam và người dân ở đây. Theo nhận xét của bạn về việc chăm sóc răng miệng, tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam hơn 9 năm và có quen biết với những người Úc làm việc tại Lãnh sự quán Úc. Họ nói với tôi rằng họ sẽ đợi quay lại Việt Nam sau kỳ nghỉ để chăm sóc răng miệng và kiểm tra mắt. Họ nói rằng dịch vụ ở đây rất tốt, cơ sở vật chất, chất lượng và thiết bị hiện đại, giá cả lại rất rẻ. Là một công dân Mỹ, tôi biết rằng chi phí chăm sóc sức khỏe ở Mỹ rất đắt đỏ, nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi biết rằng ngay cả Úc cũng đắt hơn so với Việt Nam. Tôi đã đến thăm Đà Nẵng vào năm 2011 và 2019 và tôi thực sự yêu thích nơi này. Không lần nào có thể diễn tả hết tình yêu của tôi dành cho Đà Nẵng. Đối tác của tôi và tôi đều rất yêu Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi đang làm việc và tiết kiệm càng nhiều tiền càng tốt. Lên kế hoạch nghỉ hưu vào ngày 2 tháng 1 năm 2029 và chuyển đến Đà Nẵng. Lý do duy nhất tôi làm việc 6 ngày một tuần, làm thêm giờ, không có đời sống xã hội vì còn 254 tuần nữa. Tôi sẽ đến đó cùng với đối tác của mình. Chúc sức khỏe. Bayern đến từ California và điều đầu tiên anh ấy nhắc đến là cái nóng. Anh ấy chắc hẳn đang nói chuyện với chúng ta, những người Canada. Nhưng đó là lý do tại sao tôi đến đây. Để tan chảy khỏi những tháng mùa đông của Canada, lời khuyên duy nhất của tôi cho những người lần đầu tiên đến Việt Nam hoặc Thái Lan, bạn phải có tư duy rằng bạn không ở Bắc Mỹ hay bất cứ nơi nào bạn có thể đến. Nó khác biệt, đây là lần thứ tư tôi đến đây và 6 lần đến Thái Lan. Một khi bạn để lại tư duy của đất nước mình ở nhà, bạn sẽ ổn thôi. Nếu kế hoạch của bạn là nghỉ hưu hoàn toàn, hãy làm theo lời khuyên của Bayern, kiểm tra nơi này trong 6 tháng để xem nó có phù hợp không. Học một số ngôn ngữ cơ bản không bao giờ là thừa. Nó sẽ giúp bạn rất nhiều với người dân địa phương, thậm chí khiến họ mỉm cười. Hãy du lịch an toàn và mạnh khỏe. Một vài ghi chú, miền Trung Việt Nam, người dân Đà Nẵng là những người dễ chịu nhất ở Việt Nam, do đó trải nghiệm của Bayern về việc không ai giận dữ là chính xác. Ngoài ra, đối với những người nghỉ hưu, điểm yếu lớn nhất của Đà Nẵng là thời tiết nắng nóng vào các tháng mùa hè và có thể mưa nhiều vào 3 tháng mùa đông. Bạn có thể trốn khỏi cái nóng bằng cách lên Bà Nà Hills trong ngày nếu trời trở nên không chịu nổi, hoặc bay đến Nha Trang trong vài ngày nếu bạn muốn trốn tránh những đợt mưa ngày dài. Tôi là người Việt Nam, chúng tôi duy trì mức sống thấp để mọi người có thể tham gia vào lực lượng lao động, đẩy đất nước tiến lên thành một quốc gia công nghiệp hóa.
Việt Nam là một quốc gia xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, với một nền kinh tế hỗn hợp, hoàn toàn khác biệt so với Triều Tiên. Người nước ngoài muốn đến Việt Nam sinh sống luôn được chào đón, nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng tôi, như Thái Lan hay Philippines. Vì vậy, đừng nhìn chúng tôi với tâm lý rằng chúng tôi muốn bòn rút tiền của bạn bằng mọi cách. Văn hóa và truyền thống của chúng tôi là hiếu khách, tôn trọng và lịch sự. Và điều quan trọng là hầu hết dân số không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản. Bạn có thể chọn một nơi khác để nghỉ hưu, và điều đó không phải là điều chúng tôi bận tâm. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung của mình trong ngày hôm nay. Các bạn có quan điểm như thế nào về video? Hãy bình luận bên dưới video cho mình biết nhé. Còn bây giờ nội dung của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo trên kênh của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.